thì anh Dắt này viết một cái tune đó là Dắt Bypass nè các bạn. Bypass One Lead luôn nha các bạn. What? Thì cái tune này là nó phải là đầu tiên là mình alo, xin chào các bạn. Này là cái con iPhone mà nó bị khóa kích hoạt cho chủ sổ nè, bị quên tài khoản iCloud rồi các bạn, không có acti vô cái menu chính được nha. Thì hổm giờ cái vụ này là các bạn thấy rần nè, Messi với lại Dắt gì nè các bạn, thì nói chung mà anh ta cũng buồn á, cũng gọi cho mình hỏi là giờ là tình hình này sao cho nó ok với anh em á. Thì mình nói có gì đâu, làm một cái tool free hỗ trợ anh em mobile là được. Thì anh Dắt này viết một cái tool đó là Dắt Bypass nè các bạn. Bypass One Lead luôn nha các bạn. What? Thì cái tool này là nó phải là đầu tiên là mình phải Jared trước nha. Thì cái Windows 2.0 nó mới ra phiên bản mới nè, ok lắm các bạn, hỗ trợ chip A6 đến A11 luôn. Rồi có root full, root led trên cái tool Windows luôn nha các bạn. Thì giờ mình tiến hành mình Jared cái con máy này trước, để mình mở cái Device Manager lên, mình kiểm tra coi thử driver đồ, máy tính đồ nhận đồ đầy đủ chưa á. Mình tiến hành mình Jared thử cái tool Windows mới nha các bạn. Rồi game vô máy tính nè. Driver thì các bạn phải cài nha. Nói chung là mình chạy Jared những cái tool mà One Lead đó các bạn, thì cái driver chuẩn á, là mình chạy nó ngon lành nè. Giờ mình chọn cái iOS 15 nè. Thì hiện tại nó có root led và root full trên cái tool. Mình chỉ cần mà bypass á, thì các bạn Jared root led thôi nha. Đừng có Jared root full nha các bạn. Thì mình chọn root led rồi bấm next, là nó sẽ đưa cái máy mình về chế độ recovery á. Rồi cái tool nó tự động nó hướng dẫn mình vô chế độ depo luôn. Rồi các bạn cứ bấm start trên tool nè, vô depo. Các bạn chịu khó vô depo chính xác nha. Nói chung vô depo bằng cái tool nào cũng được, nhưng mà mình vô chính xác á thì cái tool nó sẽ chạy luôn nha các bạn. Còn các bạn vô trễ hay vô sớm gì đó thì cái tool nó sẽ báo lỗi ha. Thì lúc đó các bạn phải fix lại driver á, thì nó hơi lằng nhằng xíu nha. Rồi tool đang chạy nè. Lúc này nó đang tìm cái driver Windows đó các bạn. Các bạn cài đúng driver thì tự động là cái tool nó sẽ chạy thôi. Rồi bắt đầu cái máy mình nó sẽ boot lên. Rồi những cái lệnh bongo OS gì đó nó sẽ hiển thị trên cái máy của mình nha. Rồi các bạn để ý nó sẽ chạy những cái câu lệnh á. Rồi cái tool mà báo on đồng nè. Cái tool Windows này mình thấy khá là tuyệt vời các bạn. Nó hỗ trợ root full, root led trên tool là thấy ngon lành cành đào rồi. Rồi các bạn đợi cái máy nó khởi động lên. Rồi mình kiểm tra coi thử nó Jared chưa. Mình mở cái tool mình One Lead thôi. A few moments later. Thì các bạn đợi cho bao tool nó nhận cái máy mình nè. Rồi mình kiểm tra nó đã Jared thành công á, thì mình tiến hành bypass nha. Thì tool thì mình chia sẻ trên kênh khá là nhiều á, có tool này tool kia. Các bạn thấy cái tool nào nhu cầu của các bạn hợp lý á thì các bạn cứ làm. Còn các bạn không có hiểu gì đó thì để lại cái bình luận bên dưới á, mình sẽ trả lời giúp các bạn nha. Những cái tool mình chia sẻ là nói chung là đều là free hết các bạn. Còn cái tool nào mà admin kêu order exit á thì các bạn không biết thì mình order giùm nha. Rồi tool báo là đã Jared thành công nè. Rồi tiến hành mình mở cái tool Dắt Bypass gì vậy các bạn. Đây nè, tiến hành mình mở cái tool lên. Wow, cái tool là cái tool BY M8 Acti các bạn ơi. Thì nói chung vui vui với anh em vậy thôi. Với những cái tool này hiện tại mấy cái admin viết code đó là free hết nha. Mình chỉ chia sẻ cái cách làm thôi. Rồi anh em nào mà biết rồi thì thôi ha. Tool báo Jared nè. Rồi mình bấm chữ Start Bypass là nó sẽ bypass thành công thôi. Cái tool này khá là ngon các bạn. Các bạn bấm đợi chừng 5-10 giây á. Rồi các bạn thấy không, là thành công nè. Rồi máy sẽ khởi động lên, vô menu chính. Rồi các bạn test chức năng. Cái này là mình bypass hello nha các bạn. Chỉ xài wifi ha, không có xài được sim trên cái tool này nha. Rồi mình đợi cái máy nó khởi động lên. Rồi các bạn nhập ID Apple hay là gì đó, mình kiểm tra chức năng của cái máy á các bạn. Để mình chuyển về chế độ tối nè, cho các bạn dễ nhìn. Rồi trên tool nó báo là đã kích hoạt thành công nè. Ngon lành luôn anh em ơi. Cái tool này khá là tiện ha. Mình chỉ cần Jared rồi bấm One Lead thôi, không có cần đăng ký mẹ exit gì luôn nha các bạn.
không có RAM bit RAM đồ giống như lúc trước ha. Bây giờ mình khởi động lại máy nè, mình coi thử nó có bị nhảy acti hay là gì không. Rồi nếu vô menu luôn á thì ngon lành các bạn xài thôi. Rồi các bạn muốn ra red cài cheat gì đó, những cái video trên kênh mình cũng có làm á. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn.